Dạ, Thái xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Hiện Thái đang có mặt là tại ấp Mỹ Quế 2, xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Thì hôm nay Thái đến thăm cái hoàn cảnh của là hai anh em vừa bị mù mà vừa bị bệnh tâm thần luôn nha các cô chú anh chị. Thì hôm trước mình đã có quay một cái video thì được Mạnh Thường Quân hỗ trợ. Thì hôm nay là mình đến để mình thăm, mình trao cái số tiền mà của Mạnh Thường Quân trao cho hai em để sống qua ngày nha các cô chú anh chị. Thì cái nhà này là cái được là mái ấm tình thương, là Tuấn Dũng nhập cầu nhân ái hùng vô để cắt nha bà con cô chú, chứ không phải là riêng của bên Tuấn Dũng. Thì các chú từ thiện thì lo cái dàn sàn này, với là Tuấn Dũng cho một bớ nữa thì mới cắt lên cái nhà này. Thì mình được các cô chú ở đây giới thiệu là đến đây, thì mình đến đây là lần này là lần thứ hai nha các cô chú anh chị. Là lý do là hoàn cảnh có hai đứa con bị tâm thần, rồi cô thì già thì nuôi thì không nổi, thì với hai nữa là con cô không có đứa nào biết chữ hết, là cho nên là đi làm là không có tiền bạc gì hết. Ở nhà thì chỉ có câu lưới với là xiệt đánh bắt cá kiếm sống hàng ngày qua ngày thôi nha các cô chú. Thì cũng ở đây bà con cô bác hay là các hội từ thiện ở đây người ta thấy thương, người ta cũng là cho gạo thóc gần sống qua ngày nha. Thì bây giờ mình vô nhà rồi thì mình đã gặp cô. Con chào cô. Dạ, cô cho con máng này nha. Dạ. Dạ, cô tên gì vậy cô? Tôi hả? Nguyễn Thị Sai. Dạ, cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 82 rồi. Thì cô đã 82 tuổi rồi nha các cô chú anh chị. Thì hiện giờ là nhà bây giờ của mình là cô ở là bao nhiêu người cô? Thì hai người đó. À. Anh đó còn hai thằng, mà một thằng thì mặn đi mặn vòng vòng, có thằng dưới nhà đây nè. Vậy đó ha, dưới là nhà. Tất nhiên là nhà mình là tổng cộng là 5 người. 5 người. À, hai người bệnh tâm thần, với hai ông anh cô, với là hai ông anh là đi làm với chăm sóc hai người bệnh này tiếp cô. Tiếp. Dạ, rồi hai người con mình là cũng bình thường là không có người nào biết chữ hết đó hả cô? Không. Dạ, bởi vì đi làm sao không được ha. Con có đi làm sao được đâu. Hai người con lớ, đó là lớn của mình hay gì? Đó, trời ơi, mấy đứa kia nữa. Còn mấy đứa gái nó có chồng đi việc xíu hết trời. Dạ, dạ, mình tổng cộng là bao nhiêu người con? 9 đứa. 9 đứa? 9 đứa. 9 đứa mà có chồng có vợ là hết là 5 người là đi xứ xa mà ngăn hết. Xa hết trơn, ta có chồng, thấy chồng, ta có mấy người đó là toàn là con gái là 5 người có chồng hết, 4 người đi đứa con trai nữa đi theo vợ luôn. À, đi theo vợ luôn ha. Dạ, là bây giờ hiện giờ là mình ở nhà là 5 người, là còn hai người con trai chưa có vợ. Hai người trai đó lớn tuổi chưa cô? Một thằng là 47 tuổi. 47 tuổi tên gì cô? Tên mình. Rồi người nhiêu tuổi? Thằng kia thì 41. 41 tuổi tên gì? Tên Trưng. Rồi hai người bị bệnh tâm thần này là hai người con út hay sao cô? Hai út vậy đó. Hai út là hai anh tên gì với tên gì? Thành với thằng Sủ. Thành là thằng tâm thần đó. Còn thằng này còn biết mà nó cũng phụng phụng. Biết. Mà hồi nó dậy mà hồi nó khác. Dạ, biết mà cũng bị bệnh tâm thần ha. Bệnh, bệnh dạ. Mẹ hơn. Dạ. Là một người tên Sủ, một người tên Thành. Thành là hai người con đều bị tâm thần hết. Rồi cô hàng ngày bây giờ ở đây cô còn làm gì nổi không? Có mặn gì đâu, nấu cơm đồ cho nó ăn, mà tắm rửa nó có bữa tắm không nổi. Dạ, rồi hai đứa con trai của mình đi làm là đủ sống, đủ nuôi gia đình không cô? Dạ gì thì nói chú đó, tới mùa lúa thì mặn mấy bữa, rồi ai kêu cái gì thì anh đi mặn, không kêu 5-7 bữa không có mặn. Rồi mấy người con kia người ta có tiếp mình không? Nghèo muốn chết, lâu lâu lên nó tới thì cho vài trăm, đứa vài trăm vậy đó, chứ không có gì. Vậy nữa. Ha, cũng có ha. Cũng có. Dạ. Yeah. Chú mắc lâu chưa cô? 12 năm rồi. 12 năm rồi. Là mình bây giờ là mình ở đây đặng là mình nuôi hai đứa con tâm thần. Rồi còn hai người con kia thì đi làm đặng nuôi mình, như là hai người con, hai người đi làm nuôi ba người. Hai người kia là không có vợ, không có con gì hết. Có vợ tôi hỏi chú rồi, lấy gì đâu, làm sao nuôi mấy thằng em nó được. Dạ, 47 tuổi mà chưa vợ chưa con ha. Không có, ở giá luôn rồi. Giờ có vợ cũng tiền đâu mà cứ. Dạ. Chúng ta thấy mình nghèo dễ gì. Dạ. Cái nhà mình là hoàn toàn là các chú từ thiện là cắt không ha.
con để tôi rồi lại tiếp cho người ta cất. Đó ta cất nhà trên không mà cái này là nhà cũ tôi nè. Nhà cũ tôi là làm dưới này. Dạ dạ. Ta dán này là từ thiện. À, từ thiện ta cho ha. À, toàn bộ ta cho mình hết. Cũng thì cho tiền rồi đó. Dạ thì gom lợ hùng lợ cắt ha. Lợ cắt. Dạ thì cái nhà mình bây giờ nó cũng ổn định rồi ha cô. Có dột gì không cô? Không, nó lũng bấy gì đó mà không có dột. À. Để tôi nó mua gì đó. À, chép lợ ha. Chép lợ trên đó. Dạ, vậy là gia đình mình cũng đông ha. Bây giờ hiện giờ cũng còn là 7 người bình thường ha. Chỉ có 2 người này bệnh thôi ha. 2 này bệnh, còn kia nó có chồng mà xứ xa anh đi biệt chứ. À, 2 người này là 2 người con Út luôn ha. Út luôn đó. Dạ. Thôi con với cô đi vô thăm hai ảnh coi. Đây đây rồi, có chứ. Dạ. Đó. Kêu bằng em Út nó anh gì đó. Dạ. Thằng này 36 tuổi nè. Thằng kia 33 tuổi. Dạ, này 36 ha. Dạ. À cho hỏi lợ nè, tên gì? Sủ. Tên gì? Lên Sủ. À Sủ nhiêu tuổi? 36. À 36. Rồi Sủ đi được không? Được. Đâu Sủ đứng vậy, Sủ đi coi. À, đi được. À đi được ha. À. À. Vậy là Sủ không thấy đường hả? Ừ. Thấy không? Ừ. Có mờ mờ gì không? Ừ. Không mờ mờ luôn. À, rồi mình gờ tiền rồi mình biết bao nhiêu không? Mình cầm tấm tiền mình biết bao nhiêu không? Yeah. Không luôn. Rồi, người ta nói nhiêu mà mình nghe nhiêu rồi người ta gạt mình hay sao? Bởi vì không biết. Không biết luôn. Yeah. Thì cái anh Sủ này là chăm sóc cho cái người em tâm thần ở dưới hả cô? À, là mình nên anh là mình anh em là Sủ là chăm sóc cho em mình ở dưới đúng không? Đúng rồi. À, bạn quần. Yeah. Rồi làm gì nữa? Áo. Quần quần áo là làm gì nữa? Đút nước xuống. À, có đút cơm không? Hả? Đút cơm không được hả? Không thấy đường sao đút? Dạ không không thấy đường thành ra đâu có đút cơm được nha. Ừ. Rồi. Giờ tính cho tiền cái gì đây? À. Rồi rồi em mình á thì bây giờ á là đi không được. Em mình đi được không? Được. À em mình đi được ha. Được, được kêu nó lên. À là à, tối rồi em mình là có như là đái dễ vậy là ảnh chăm sóc hết hay sao cô? Nó đi cùng gì đó thì đái cho nên tâm thần á. Ờ, có ngày thức sáng đêm luôn á. À. Có ngày sáng, tối sáng trắng luôn. Mình thức sáng đêm lo luôn cho em. Ừ, lo, bận đồ bận đặt cho nó. Sáng trắng luôn. À, ông kia ông cõi ra thì ông nặng bận vô. Ừ, ở ngoài tôi nói luôn là một đêm có khi cõi nằm đó, rồi nó lạnh. Dạ. Thằng này phải bận vô. À, rồi có đắp mền nào cho em mình không? Có nó đắp, tôi đắp. Đắp luôn. Ừ. Cho nó. À. Ông nóng lạnh ông khóc hả? Thằng kia kìa. Lạnh, bị lạnh là khóc. Mà nó khổ quần ớt hoài mà. Ờ, rồi ông nằm bận vô. Bận vô. À. Cậu chưa quá 5 phút đồng hồ là cậu nửa rồi. Vậy đó ha. À. Tôi nói chứ bữa đó tôi xuống giận tính quýnh đó nè. Đã mấy con tay này chặt bây giờ. Quýnh tới chặt chặt tay luôn hả? Bệnh mà quýnh gì. À, quýnh gì cô ba, bây giờ mình đi xuống dưới mình thăm em ở dưới nữa đi ha cô ba. Đi dưới không? Đi dưới không? Đi dưới mới cho tiền. Cho tiền là đi liền vậy đó hả? Càng tiền làm gì mà càng dữ vậy? Rồi càng tiền rồi lấy tiền rồi cũng đưa cho cô rồi hả cô ba? À rồi rồi chút rồi con có tiền rồi, con cho cổ rồi. À. Thằng Mỹ đưa tôi mua. À. Rồi đau bệnh tao tiền đông thuốc. À vậy là đưa hết luôn á hả đưa cô? Chân, à đưa chân nha, à, có tiền là đưa hết trơn. Dạ. Đi luôn. Dạ, thì cái chỗ cái đường này rất là khó đi nha các cô chú, tại vì làm một cái lỗ đặng cho hai em chui lên chui xuống. Xuống tắm rồi kìa. Dạ này tự động xuống tắm rồi hả? Xuống tắm rồi. À không biểu đi được ha. À, thì sao mà có khách lợ mà xuống tắm? À, đâu loại thử ơi. Loại thử ơi. Tắm đi. Tắm đi, tắm đi. Tắm đi kêu là đó. Tắm đi. Mẹ kêu tắm kìa, tắm đi. Tắm đi. Tự luôn kêu lên. Xuống tắm. Cô xuống. Tự kêu lên. Tắm đi. Ừ. Vô. Trời ơi. Cái nước. Tắm đi. Cái nước chỗ này thấy ghê mà tắm vậy đó hả? Chết trời rồi chú ơi. Trời ơi, nước cứ dệt không. Cô kìa. Tắm mà uống luôn hả vậy? Uống rồi giờ rửa mặt hay là uống? Tự luôn kêu lên đó.
La cũng không được luôn, bây giờ mình kêu cũng không tắm mà. Kêu không tắm, muốn tắm thì tắm. Muốn tắm thì tắm, vậy đó ha. Không, nó tắm nó lội trời trong cái. Tôi giái quá trời, biết ông bà không có cho nó lội đi, nó xuống đó là ở đó. Xuống đó là ở đó, vậy đó ha. Cái ông bà độ chứ nó đi vậy tôi lội sao được, sao được. Trời ơi, nước thấp trũng vậy mà tắm mà lội nổi lên nữa người như cái người bị... Đó, tay chân lưới, lắc nữa đây, nước lớn, nước lớn có nước, nhiều lên mé. Nó nhiều lên mé đó ha. Cá đâu nhảy dữ vậy? Cá ngồi vô tắm đi không? Tắm màu không cô? Muốn màu muốn lâu. Vậy đó ha. Trời ơi nước cạn sợt mà tắm à. Nửa tiếng hồ không lên luôn. Chữ nào muốn lên vậy đó. Tắm là đứng vậy đó là lắc vậy hoài vậy. Ngồi xuống đứng dậy làm vậy đó. Có nhiêu vậy hoài vậy đó hả? Ngồi xuống rồi đứng dậy, lắc ngồi xuống đứng dậy. Trời ơi. Bởi vì nói tâm thần mà. Không có làm gì đâu. Cứ 1-2 giờ phía cũng phải xuống tắm vậy đó hả? Muốn tắm ngày nào tắm, đêm tắm 10 lần chứ thôi nữa. 1-2 giờ nói gì, trước khi 1 lần nó lội đi, giờ nó hết lội thôi. Trời ơi. Nó lội lần lội dữ lắm. Bây giờ lội đi nó sắc quá. Trời ơi, nước cứ dịch không, nó hôi gình thôi, khám mà tắm vậy đó ha. Không, mà giờ không có dịch nữa hả? Có dịch thả nó mới ấy đó cô. Lên tôi tắm rồi rồi lại nó cũng xuống tụt xuống sông liền. Dạ tụt xuống sông liền ha. Rồi như là cô kêu thì ảnh sẽ lên. Kêu có khi nó đi lên thấy. À. Không muốn lên giờ nào lên đây nè. Bây giờ lên nè phải không? Bị vậy là leo lên đó phải không? Ừ. Lên chưa? Từ lên đó. Tắm vậy là rồi rồi đó ha. Trời ơi tắm gì kỳ vậy? Tắm gì xuống rồi nhúng cái rồi là leo lên ngộ hả? Bởi vậy nó tâm thần mà. Ừ. Là số đồ em, là số bận đồ nữa rồi. Để cho ông anh bận đồ cho ông em luôn nha. Bận trái rồi là bận lợi mệt. Vậy đó hả? Cho nó có biết trái. Ra cái chiều nào là bận theo cái chiều nấy. Lột ra cái chiều... Lột ra trái, bận lợi mệt. Chưa lên mà bận gì chứ. Chưa, để cho nó ở dưới hồi đi. Trời ơi. Tôi chết rồi không biết nó là sao. Khổ biết bao nhiêu là khổ. Bởi vậy. Cái mới thì ông đó người ta cho rồi nó mà cái chăm sóc mà. Còn hai ông em á, hai ông anh cũng thương em á, cô cũng chăm sóc dữ lắm à. Nó quánh gọi nào hết trơn. La hét đặng cho nó im. Dạ. Khi nữa đêm nó la dữ dội luôn, mấy ngày nó tâm tận la dữ lắm luôn. Dạ. Cỡ này hết thuốc con đang chờ có thuốc về con sẽ gửi cho cô, đang gửi cho em ấy cho nó khỏe hơn. Dạ. Không, chút khỏi cho nó thuốc đi nó không uống. Vậy đó ha. Này từ nhỏ lớn không uống. Không uống thuốc luôn. Không uống thuốc, uống gì trơn. Mình đưa thuốc cũng không uống luôn. Không. Thì cho tiền mua đồ cho nó ăn thôi. Vậy đó. Tôi nói chú ha. Đưa thuốc gì cũng không uống hết trơn. À. Trở lên bệnh viện hồi mới. Cũng không uống, nói thôi. Bà trở về đi chứ nó không uống thuốc. Không uống thuốc rồi mình chích được không? Không có chích gì trơn. Nó bào hen. Nó sốt nó nóng dữ lắm, nó lặn, nó thấm hoài hết à. Dạ. Trời cũng độ vậy đó. Dạ. Có thằng này nè uống thuốc. Còn ông này uống thuốc nha. Nó uống thuốc. Dạ. Thằng này kia không uống thuốc. Từ nhỏ tới lớn. Dạ. Nó cũng đau dữ lắm mà nó tắm hết trơn à. Dạ. Tắm 5-7 bữa là hết luôn. Tắm là hết bệnh luôn, tự động tắm là hết bệnh ha. Tắm bởi dạ. Tắm hoài đau thì nó tắm hung đấy. Tất nhiên là nó bị sốt rồi cái ảnh xuống cũng như là anh tắm cho nó giải nhiệt ra hay gì đâu. Tắm vậy đó. Dạ. Dạ không mà vô chích đó rồi. Dạ. Chích nó vậy, vậy kìm ai dám chích nó. Dạ. Cái gì mà chích được. Gầu dạ. Nó đó, tôi nói chú hổm tôi hớt gầu nứt cái mỏ nè. Chảy máu tôi hết tồn nó kia. Tôi lấy bột ngọt á. Tôi một nắm nè, tôi đè mỏ nè mà nó tóc hết trơn. Dạ. Nó chảy trời ơi. Tới nay chưa hớt được nữa. Dạ. Cỡ này là anh này bệnh nặng. Bệnh nặng rồi. Rồi cỡ này thì anh này đỡ lại. Đỡ, mà gió nhập vô là nó trụ lại. Còn không nhập thì đỡ. Gió nhập vô là mình đi không được luôn hả? Làm sao? Đi đâu được, tay chân đâu ngoan nghe được đâu. Giờ cho tiền thì khỏi cho thuốc không mấy mỗi gì vậy hả? Rồi, khỏi thuốc. Khỏi cần thuốc ha. Không lấy thuốc, lấy tiền. Dạ, thì bây giờ mình bận đồ cho em mình gọi đồ nó lên cái số. Thì nước dịch nó lội vậy nghe các cô chú anh chị. Nước cứ dịch mà em ấy là phải tắm lên xuống tắm hoài cái chỗ này đây. Một ngày tắm gần 20 lần. Tắm liền liền luôn. Nước dịch nó nước rất là cạn. Thì theo cô nói thì nước nó sẽ sâu hơn vào buổi sáng khi nước lớn. Chạy
trời ơi. Rồi. Ở trên á. Nó bận đồ vậy đó ha. Rồi nha. Rồi lạnh xong. Đó, hai anh em bận đồ vậy đó hả? Bận đồ vậy đó. Làm gì mà không có cỏi nữa à? Bận đồ vậy đó hả? Rồi. Vậy đó, bận vô trái lộn mặt hoài. Hợp đi tới được đâu mới. Rồi ông anh này là kêu là nghe phải không? Kêu đó là ông nghe phải không? Nghe. Kêu có khi nghe khi không. À, kêu bây giờ là tắm lên rồi nằm im vậy là tắm lên nằm im vậy đó. Ấm đè quánh thằng này. Mày im đâu không có khỏi đó. À, đè quýnh luôn ha. Tôi nói có ngày mày nó bóp cổ mày chạy nha, nó bóp cổ mày chết. À, thấy tội quá các cô chú ơi. Nằm là quay mặt qua đó vậy đó hả? Ờ, à, nó nằm quay đâu quay vậy đó. Cái này gần tết là cần số tiền. À, cái gì đòi tiền quá, lãng quá ha. Cần số tiền ăn tết thôi. À, nè, bây giờ lo cho em mình nè. Đó. Lo làm sao? Nó bây giờ kêu em mình ngồi vậy ơi, ngồi vậy nói chuyện coi. Lo có biết gì đâu nói. Vậy yeah. Hả? Hô hô vậy đó. Lo có biết gì. Hồi 6 tuổi thì nó nói chuyện. Hồi 6 tuổi thì còn nói chuyện. Nói chuyện. À. Được. Cô xuống đây cô. Được rồi, nó cấm khẩu lắm. Nó xuống, nó không nói luôn. Chứ không phải nó cầm, nhỏ lớn không có cầm. Dạ, nhỏ tới lớn không có cầm ha. Ừ. À, tội nghiệp cũng tội nghiệp hai ông anh về vì hai đứa em của mình bị bệnh cho nên là hy sinh không vợ không con gì hết. À. Nó nay có vợ rồi ai nuôi nó. Dạ dạ, rồi, cô kêu ảnh ngồi vậy cô. Ngồi vậy cậu, cô, ngồi vậy con, ngồi vậy biểu cần. Nè, ngồi vậy. Quậy đó. Thấy không? À. Đó. Thằng cái bệnh vậy đó. Kêu rồi cũng đủ không nằm đó. Vậy đó hả? Ừ. Ảnh thấy đường không? Nó có thấy nha. À. Đường nhớ luôn. Không thấy đường luôn. Không thấy đường. Nãy giờ à. Chú không à. Dạ dạ, tưởng đâu là em ấy bệnh tâm thần mà thấy đường. Thấy đâu? Không ngờ em ấy bệnh tâm thần mà cũng không thấy đường luôn. Ừ, ông bị lính đó, rồi về tôi sinh hai đứa này liên tiếp nè, là không thấy luôn hả sao? Vậy đó ha. Ừ. Dạ. Đó thấy mà chắc đọc nhờ dạ ca mà nó à. Cho gì chứ chứ. Yên đưa năm tình bổ lục gì. Mà không có. Không có luôn ha. Không có. À, mấy ông giúp đỡ đồ này kia cho mấy nhỏ thì không có. Không có luôn ha. Không có. Dạ. Em sủ qua đây nè, em sủ qua đây nè, có Mạnh Thường Quân gỡ tiền nè, cho em sủ ngồi bên đó nè. Đi ông thắng từ từ. À, đi ông thắng từ từ. Bên đây, đậu. À, nghe nói tới tiền có chạy kìa. À, qua đó, lui lại đó xíu đi. Ờ. Ừ, thăm cái hoàn cảnh rất là tội nghiệp nghe các cô chú. Thì hai đứa con trai mà không có người nào thấy đường hết. Rồi mẹ phải chăm sóc hàng ngày. Là tối ngày là cứ chu ú hoài vậy đó ha. À, còn ông này. Hai người này là cô đút hết hay sao? Không, thằng này múc ăn được. À, để bớt. Đồ ăn rồi múc ăn. Dạ. Đút từ nhỏ tới lớn. Đút từ nhỏ tới lớn luôn. À, thì hôm nay con đến thăm thì cũng gần Tết rồi, cũng có Mạnh Thường Quân gỡ cái số tiền để cho cô là lo cho hai em là cũng như là được ăn cái Tết cho nó khỏe mái, nó thoải mái hơn ha. Dạ thì bây giờ con đọc cái tên của cái người gỡ cho cô. À. Thì mấy số anh chị giúp đỡ mà cho cũng mong hơn. Dạ dạ. Thì chú Sang ha. Chú Sang ở Mỹ thì gửi cho cô được là 100 đô. 100 đô con đổi tiền Việt Nam được là 2 triệu 3 cho cô. Ha. Dạ là được 2 triệu 3. Thì cái anh này ảnh ham tiền, ảnh ham cầm tiền thì con sẽ đưa cho ảnh nha. Rồi ảnh cũng đưa lại cho cô chứ. Vậy ha, còn muốn ăn gì thì năn nỉ mẹ ơi coi cho con nha. À. Nói mày muốn gì nói là gì. Dạ. Mày đợi ăn đủ thứ hết trơn à. Lâu lâu tôi mới cho ăn. Dạ. Bánh trái đồ đâu có cho ăn. Thằng này chưa thì cho ăn cơm. Chưa thì cho ăn cơm ha. Rồi đó thì cho nó ăn chừng 2-3 chén cơm. Dạ. Chiều giờ chưa có ăn đó. 4 giờ mấy mới cho ăn. 4 giờ mấy lần ha. Dạ. Để nó ăn tối đó. Đói khóc nữa hả? Khóc nữa. À tới đói cũng khóc luôn. Rồi đây. Rồi. Đây biết cái tấm này nhiêu không? 2 triệu. Hả? Cái tấm
Tấm đó 2 triệu 3, mới nghe nói 2 triệu 3 nhớ trời. 2 triệu 3. Rồi còn mấy ông ở đó. Dạ. Tấm đó 2 triệu 3. Rồi tấm này nhiêu nữa? 2 triệu 3 nữa quá. 1 triệu. À 1 triệu nữa là nhiêu rồi? Rồi 2 triệu 3 quá. 2 triệu 3 với 1 triệu là nhiêu? 3 triệu. 3 triệu rồi cái này nữa nhiêu? 4 triệu luôn. 4 triệu rồi. Rồi. Có 2 triệu 3 bây giờ ở đâu mà chạy tới 4 triệu rồi? Nè. Trả 4 triệu rồi hả? Gờ tấm này biết nhiêu không nè, gờ tấm này biết nhiêu không? Gờ tấm tiền này biết nhiêu không? Nói đúng cho thêm nữa. 500. Trời trời, hay dữ trời. Rồi, rồi nói đúng là bò thêm 100 là 2 triệu 3 là bây giờ lên 2 triệu 4. Rồi, tấm này nhiêu? 100 luôn. 100 là sai rồi, tấm đó là 200. 200. Rồi, bây giờ tấm này nhiêu? 100 luôn rồi. 100 là sai luôn rồi. Đây? Vậy là nói đúng một cái nha các cô chú là 4 tấm 500 là được 2 triệu, 2 tấm 200 là 2 triệu 4. Rồi là đúng một cái là cho thêm 100 nữa là 2 triệu 4. Đáng lẽ là 2 triệu 3 cho thêm 100 là 2 triệu 4. À. Cảm ơn luôn anh. Rồi. 200 là 2 triệu 4. À là 2 triệu 4, rất chính xác là 2 triệu 4. 2 tấm kia 500. 4 tấm 500. Rồi. 2 tấm 200. Rồi nói lại ơi. 4 tấm 500, 2 tấm 200. Là nhiêu? 2 triệu... mấy gì vậy? Nhiêu? Mới nói quên rồi. 2 triệu 4. À, chính xác, vỗ tay. Ồ, quá mừng rồi. Còn nữa không đây? À, còn nữa không hả? Không nữa. Rồi, người ta cho có nhiêu à? Rồi, có nói gì không? Cảm ơn Mạnh Thường Quân. À, rồi, cảm ơn luôn, cảm ơn nhiều, cảm ơn. Cảm ơn. À. Cảm ơn. Giờ tới Tết có vô được rồi cũng mừng. Vô dẫn tới Tết rồi. Rồi. Chị cảm ơn nhiều nha. Rồi cô có gì muốn nói không cô? Có à. Cô cảm ơn mấy chú mấy cô đã chờ với cảm ơn chú hai chú này luôn. Dạ con cũng cảm ơn cô nha. Thì cảm ơn chú cho tôi. Dạ rất là tội nghiệp. Một ngày tắm mười mấy 20 lần mà một bộ đồ là cái gì hoài? Không có, cũng thay. À, một ngày hết một ngày là xài một bộ đồ đó. Một ngày là bộ đồ đó bận vô bận ra. Bận vô bận ra là 20 lần bộ đồ đó. Mà cái nước này quá dơ cô ơi, nước có dịch không á? Tôi cũng đem lên tắm. Rồi cái nó tắm hoài vậy chú, tắm đâu có được tối ngày đâu. Thì hạn chế cho ảnh tắm đi ha, hạn chế cho em đó tắm đi. Ở sáng thì có nước trong. Nước lớn vô trong ha. Trong. Dạ. Thấy vậy đó tôi đem lên trên nhà gội đầu tắm rửa. Dạ. Rồi cũng mình có tiền này là cũng đưa lại cho cô hết rồi ha. Dạ. Ở đây giá cho Tết cho mấy anh đó trở lại cho tiền nặng mua đồ cũng không vậy đó hả? Còn biết được nó vậy đó hả? Nó vậy đó. Bà hồi nó vậy, bà hồi à, bà hồi không biết gì hết. Mà đưa đi chạy là quyết định là không đi đúng không? Đi đó. Ai mà nói chở đưa đi là chở đưa đi là không phải không? Chống đối tới cùng phải không? Phá điện thoại luôn. Không cho gọi luôn. Gọi cũng không có cái rồi banh. Không có cho, hãy mà đi chỗ khác là không chịu ha. Không chịu. Dạ đúng rồi con mẹ sống 100 tuổi nữa đi. Dạ mẹ sống 100 tuổi nữa đang nuôi nha. Trời ơi. Rồi thì video mình hôm nay đến thăm và trao tiền của chú Sang cho gia đình của cô ba nghe các cô chú anh chị, thì đến đây cũng xin được phép là kết thúc video. Mà xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong một video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình